Hello, chào mừng tất cả quay trở lại với channel của mình và mình là kênh gaming đây. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 1113 like và nhớ xem channel Mecha Minecraft cũng như là Mecha Gaming TV để ủng hộ cho mình nhé. Ngoài ra nếu như bạn nào là fan chính của mình thì đừng quên là đặt cho mình hashtag đó chính là đã xem hết và comment cho mình là số 93. Mình sẽ gọi là thẻ tim cho tất cả các bạn nha. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái map gọi là sinh tồn ở trên đảo La Con Ngựa Nó Va các bạn ơi. Thì mình gọi là quá quen thuộc với những cái đảo rồi cho nên các bạn yên tâm. Đầu tiên là chúng ta sẽ để cái phần nước vô đây và phần này ở đây để chúng ta tạo thành một cái khu vực để chúng ta có thể gọi là farm đá các bạn. Và để farm đá thì để làm cái gì? Tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải farm đá để đi qua những cái đảo còn lại các bạn. Thì chúng ta sẽ cần phải qua đảo này, đảo này và đảo này, đảo này. Đó, thì trong tập trước các bạn cũng biết rồi, mình chơi đảo Kim Cương thì chúng ta đã không hoàn thành được cái đảo đó tại vì cái con boss nó quá gọi là khủng đi các bạn. Con boss nó gọi là nó cho mình ăn ngập hành luôn các bạn, và gọi là crash con ngựa nó game luôn, cho nên thì cái tập đó thì mình không có hoàn thiện được, nhưng mà tập này thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện ha. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm một cái như thế này. Chưa. Đấy, phải làm như thế này cho tôi ít đây. Đó, như thế này ha. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm một cái cúp như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đào gãy cái cúp này, đào thêm cây cúp đá nữa là chúng ta đủ gọi là đá đi vòng vòng mấy cái đảo luôn. Mấy cái đảo này cũng rất là gọi là dễ dàng thôi bạn. Thì bên này là cái đảo để chúng ta có thể farm lấy tiền nè. Đây là đảo để trao đổi nè. Đảo này là mini game nè. Và đảo này là cái cổng đi xuống chỗ con boss các bạn ơi. Không biết thì ngày hôm nay tôi sẽ đánh con boss gì đây. Nhưng mà nói chung là mình sẽ gọi là đi qua cái đảo giao dịch trước. Rồi sau đó mình sẽ gọi là coi thử coi những cái đồ ở bên đó nó có cái gì hay ho và thú vị để mình review cho các bạn xem. Sau đó chúng ta sẽ đi farm quái ha. Thì và nếu như mình không farm quái được thì bắt buộc là mình sẽ phải cần phải gọi là đặt farm đá các bạn. Thì tại vì 16 cục đá là chúng ta cũng đổi được một tiền mà. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục farm nha. Đợi mình tí đi, mình sẽ farm cho nó gọi là ngon lành. Và để nó ngon lành nhất thì các bạn nên làm như thế này. Đâu rồi đâu. Nên làm theo kiểu này thì nó sẽ không có bị gọi là sao ta, gọi là nó không có bị đó, như thế này là nó sẽ không có bị mất, ít mất nha, chứ không phải là không bị nha, nhưng cũng có mất, nhưng mà nó ít mất hơn. Đó, như thế này thì mình đứng ở trong này thì nó ít mất hơn thôi, chứ nó vẫn mất ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ đào đá đây. Hẹn gặp lại các bạn tí tẹo nữa nha. Mình sẽ đào cây cúp gỗ này, sau đó chúng ta sẽ đào thêm một cây cúp đá nữa rồi mình sẽ quay trở lại nhanh thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm mấy cái slab nha các bạn. Ok, rồi đây, đóng slab luôn. Thì nãy giờ mình đào xong một cái cúp gỗ với lại một cây cúp đá, thì bây giờ để qua coi nó bán cái gì. Chắc là phải có đổi cái gọi là đá cuội lấy tiền mới được. Đây, đi qua đây. Ok, cũng gần thôi, đi tầm 20-30 block đây để mình đi qua nha. Thì sau khi mà chúng ta qua đây rồi, chúng ta sẽ chắc là mình sẽ nghĩ là mình sẽ đi vô kia trước ha, tại vì chúng ta sẽ đi vô đó để kiếm tiền nó dễ hơn các bạn. Thì đây mình đổi, mình có thể đổi kim cương hoặc là đổi sắt gì đó để chúng ta có thể gọi là mua được đồ ấy, thì sau đó chúng ta sẽ gọi là làm vũ khí luôn. Ok, tiền tệ. Gì đây, không, đây 6 đô hả? 6 đô vải mắc thư. Đây mình có 8 đô mà 6 đô. 6 đô được một cục quả bạn. Như vậy là nếu mà muốn là phải làm thêm, như vậy là chúng ta sẽ 6 đô là chúng ta chỉ được có 2 sắt hả? 2 sắt. Rồi, 2 sắt thì ưu tiên cũng được. 2 sắt cũng được các bạn. Bây giờ mình 2 sắt thì mình sẽ làm một cây kiếm sắt cũng được, đi qua đó kiếm tiền. Thì chúng ta cứ dùng kiếm sắt chúng ta farm thôi, tại vì cái này mình có thể gọi là keep inventory mà các bạn, đâu có bị chết, đâu có bị mất đồ đâu, cho nên được lo gì. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên cái khu vực. Ê, không được. Thấp xuống, lầm lại. Trời ơi, không lầm lại được luôn. Ok, không biết là như này có đủ đá không đây nữa, sợ không đủ slab quá. Thì bây giờ mình sẽ đi vô đây để mình coi ở trong này đó, nó sẽ có cái con quái gì nha các bạn. Ok, bây giờ đến từ coi. Rồi luôn, không đủ rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ phải một là dùng gỗ, hai là chúng ta sẽ phải lấy đá, nhưng mà mình nghĩ là chắc lấy đá đi. Mình sẽ đào thêm xíu nữa xong rồi chúng ta đi qua bên đó coi thử bên đó có cái loại quái gì nha các bạn, mà có mạnh không nhá. Ok ok, mình tới rồi đây các bạn ơi. Lên. Đó, làm cầu thang đi lên luôn cặp này. Xoay. Ok. Vô vô vô. Rồi từ từ nha, để coi cẩn thận. Vô, thử coi. Pew. Wow. Gì đây? Nhờ. Ui. Ui da. Ây da. Ui da. Quay. Trời ơi, phải nồi các bạn ơi. Oh my god, mình đã có mấy con quái lửa.
Ồ, rồi bây giờ mình sẽ đi qua. Nhưng mà nói chung nó cũng không có mạnh lắm đâu các bạn. Tụi nó cũng không mạnh lắm đâu, tụi nó cũng yếu thôi. Nhưng mà ơi, có cửa đi xuống. Ừ, hay quá. Ừ, hay quá, tuyệt vời luôn. Ôi, ôi, quýnh lửa hơi đau. Quýnh lửa hơi đau thôi, nhưng mà thiệt ra thì nó cũng không khỏe lắm các bạn. Đó, nó quýnh mình thì rất là đau. Nhưng mà mình quýnh nó cũng đau không kém các bạn à. Đấy, quýnh, quýnh, ui, có tiền nè. Ui, con nhỏ này. Ây da, ui da. Ôi luôn, xong chết luôn. Thì nữa, sao rớt xuống đây hoài vậy. Để chứ, nãy mình, nè, coi mình sống lại cái mình rớt trên cây nè các bạn. Ô, vãi rồi. Ok, 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 ok. Ui, đồng thế. Ui, ui, ui. Chạy, 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 chạy. Lên, 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 lên. Hên quá, hên quá. Ua, trời. Vãi nồi, nó đông vãi nồi các bạn ơi. Coi nè, nguyên đóng luôn, từ mình xuống đây chắc được rồi. Đây, đánh được chưa? Ô, vẫn chưa đánh được. Uầy, ghê quá. Lên, đánh không tới các bạn. Ừ, đây, đúng rồi, lên đây, lên đây. Mấy con kia nó thấp quá, mình đánh không tới. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Ôi, trời ơi, nó đông vãi nồi các bạn. Thật sự thì nó cũng, ui, ui. Ừ, đứng đây. Đứng đây, sao quýnh được. Đó, quýnh hộ, quýnh hộ cái, quýnh hộ cái. Ôi da, quýnh hộ, quýnh hộ, quýnh hộ, quýnh hộ, quýnh hộ. Ừ, hên quá, mấy nhện này nó bị ngu quá. Trời ơi, sát chết, la liệt. Gọi là sát, la liệt luôn. Ừ, đi qua đây, đi qua đây, đi qua con, lên đây. Ôi da, ui, nó nhảy lên được. Ôi, mấy con này hình như là nhện, nhện lava các bạn ơi. Cho nên nó không có leo được. Từ 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 từ, quay. Bây giờ mình phải lấy được cái sát á. Mình phải quýnh, nhưng mà mình phải lấy được cái sát cơ. Không lấy được cái sát thì cũng như không. Tại vì quýnh mà không lấy được xác là không có tiền. Mình phải lấy được cái xác thì mình mới có tiền các bạn. Trời ơi, hơi khó. Mỗi lần là vô đây farm, mỗi lần là đi vô chỗ này mà farm là thấy sợ hãi các bạn ơi. Ui, như vậy là chúng ta sẽ cần phải đi qua đi lại rất rất là nhiều lần thì 6 tiền. Đúng không? 6 tiền là chúng ta đổi được một kim cương. Như vậy là bây giờ mình muốn có được một cái kiếm kim cương thì mình chỉ cần 12 tiền các bạn. Nhưng mà bên đó là mình đủ 12 luôn á. Nhưng mà chẳng qua là mình không có gọi là không có lấy được cái xác thôi chứ còn. Ui, cút, đó. Đó. Trời, kéo nguyên gia đình nó qua luôn. Gia đình. Gia đình. Gia đình. Trời ơi, lava spider các bạn thấy không? Kéo nguyên cái gia đình nó qua. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, bây giờ mình sẽ gọi là farm thiệt là nhiều để chúng ta kiếm được kiếm kim cương là ngon rồi. Sau đó thì mình có thể gọi là chế tạo ra mấy cái giáp cũng được, mình có thể farm thêm. Trời ơi, đồng thư. We'll be right back.
giờ mình gọi là cố gắng lụm lắm là được 50 tiền các bạn, nhưng mà không sao. Thì bây giờ mình sẽ lấy 50 tiền này mình mua cái vũ khí đi. Quyết định là mua cái vũ khí các bạn. Để làm gì? Tại vì sao? Tại vì cái vũ khí á, nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là đánh nó nhanh hơn. Đó, và mình sẽ gọi là đi qua nhặt thêm tiền. Tại vì bên này còn rất rất là nhiều xác luôn các bạn. Thì mình sẽ cố gắng là chúng ta gọi là đánh xong ta mua được cái bộ đồ ấy, là khi được mua được cái bộ đồ thì nó sẽ khỏe hơn các bạn. Đó, xác con này la liền luôn rồi. Đó, xác rồi gọi là vãi nồi luôn. Đó, mấy con này. Đó, mày trời ơi, nó đông mà nó nhiều vãi các bạn. Kiểu như tụi nó gọi là xuất hiện liên tục ấy. Cái xác mình chưa kịp nhặt nữa là tụi nó đã gọi là xuất hiện rồi, cho nên mình không có kịp đánh cái xác các bạn à. Chứ nếu mà mình mà kịp đánh cái xác á là tụi này chết hết với mình. Đồ này nhiều tiền lắm, mình có đủ mua bộ đồ luôn á chứ, nhưng mà mình không có đánh được. Kiểu như là cứ đánh á là cái tụi nó hồi sinh lại, tụi nó quýnh mình chết à. Cho nên bây giờ bắt buộc là mình phải đánh từ từ tốn các bạn à. Phải cẩn thận. À, quýnh con này, quýnh con này rồi, ok chưa? Quýnh từng con một, từng em một đó, lụm tiếp. Thì cái con zombie á bạn là nó 1 tiền, còn con nhện là 2 tiền các bạn, cho nên nếu mà được thì cứ quýnh con nhện nè. Con nhện nó 2 tiền, nó nhiều tiền hơn zombie các bạn ơi. Đó, hai con một lần. Trời ơi, lụm chưa kịp lụm nữa thì bây giờ mình sẽ cố gắng là lụm cho gọi là đủ tiền mua, chỉ cần mua được 1-2 món đồ thôi là chúng ta bắt đầu khỏe là quýnh được các bạn. Chứ còn bây giờ mà chưa mua được món nào á là tụi nó sẽ cho mình ăn hành liền. Đó, mày bây giờ mua, nãy cái gì mua cái giáp cho rồi, mua cái vũ khí chi không biết nữa, mua cái vũ khí xong rồi đánh không được thì chứ. Ok, hiện tại là mình đã đủ được 50 nè, 10 nè, xong tụi mày giờ con lấy được cái áo nữa là tuyệt vời rồi. Đó, mặc nhiều này vô, nãy giờ mình được cái áo và cái mũ rồi các bạn. Thì bây giờ để mình qua mình coi coi, tầm này chắc là phải mua thêm xíu thịt các bạn. Tầm này phải mua thêm xíu thịt nữa. Đó, ok chưa? Chơi là chơi, hẳn cái giáp gọi là ấy luôn, lava luôn, khỏi qua kim cương luôn các bạn. Nếu mà qua giáp kim cương thì cũng ok. Lúc nãy thì kim cương thì cứ không, mình tính ra nếu mà hai mấy cục là trăm mấy thôi mình mua giáp lava luôn. Chủ yếu là mua kim cương là để mình gọi là làm cái thôi. Kim cương là mình chỉ mua là để bắt đầu nó quýnh bớt thấm rồi bạn. Đó, gì bắt đầu nó quýnh bớt thấm rồi, nhưng mà vẫn thấm lắm. Cái này phải mặc full set cơ, full, mình nghĩ full set mới bớt thấm các bạn. Đó, lửa đốt cháy thấm qua tàn chết hết đi. Đó, và ở dưới nó có một cái con, nãy mình có thấy có một cái con golem gì đó các bạn, ở dưới á, ở bên dưới cái tầng 2 á nó có một con golem gì đó, thì hiện tại là mình chưa biết nữa. Ôi quay con này chui đất nữa phải rồi. Mày trời, quýnh không nổi, vẫn chưa nổi các bạn à. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cố gắng. Tại vì bây giờ cái quần với lại cái chân thì nó cũng còn tí nữa là mình có thể gọi là mua được rồi. Cho nên các bạn yên tâm đi, mình sẽ cố gắng gọi là farm phủng thật là nhiều. Đó, như con này nè, mấy con này là bò lạc nè. Đó, quýnh lụm. Đó, như vậy bây giờ mình đánh 5-7 con thì đánh không được, chứ còn 2-3 con thì mình chơi được. 2-3 con thì vô đây. Đó, như kiểu 2-3 con như thế này thì vô chơi được. Trời ơi, đông dữ. Kêu là 2-3 con chứ không phải kêu là 20-30 con đâu, mà đông dễ sợ, đông chịu không nổi luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay trở lại và mua đủ bộ đồ luôn nha. Cuối cùng thì mình cũng lết xong cái món cuối rồi các bạn ơi. Chọn 40.000 mới đủ mua cung à. Nếu như 40.000 mới đủ mua cái cung và cái mũi tên đúng không? Thì tạm thời mua trước cái mũi tên để dành đây. Rồi ok. Nhảy hụt các bạn. Và ok, như vậy là chúng ta có được cái kháng lửa luôn nè các bạn. Nếu như có cái kháng lửa này rồi thì làm sao những con quái bên này nó quýnh được mình nữa các bạn ơi. Nãy không, không cần mua đồ ăn luôn. Để luôn, khỏi mua đồ ăn. Này, đi qua luôn. Đó, chỗ này tiền gọi là bao la luôn. Xác chết là bao vây luôn các bạn. Đó, thì mấy con quái này làm sao đánh mình mất máu được nữa. Thấy không, tụi nó đánh cực kỳ yếu luôn. Tụi mày sẽ chết thôi. Tụi mày giỡn mà ông. Chết hết đi. Đó, thấy chưa. Thì ở đây chúng ta có thể farm tiền ở đây cũng được. Đó, trời ơi. Thấy không, bây giờ nó quýnh mình không mất máu nữa bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn
rất là khó chịu nha, tại vì nó quýnh có đốc bách đó các bạn. Đó, rất là khó chịu nha, là mình không thích lắm. Đó, mày hai hit là phải chết. Đó, quá trời xác luôn. Đủ hả? Nó sống dậy nhanh gì? Tụi này nó sống dậy nhanh. Sống dậy. Mày sống dậy nhanh không? Đó, thì các bạn có thể đánh. Đó, như thế này mình lấy thật là nhiều luôn để chúng ta có thể đổi được cái cung, đổi được cái cung nữa là ok rồi. Sau đó thì mình sẽ đổi ít đồ ăn nữa là đẹp rồi, nhưng mà không, mình phải đi xuống dưới mình đánh thử cái con golem gì ở dưới á. Mình nãy mình thấy có con golem dưới, bây giờ mình đi xuống luôn. Đây, tầm này thì chúng ta đủ cái cung rồi nè. Đó, cho nên không thèm chơi với tụi này nữa. Đó, đi xuống đây luôn. Đó, đóng cửa luôn. Chơi là phải đóng cửa luôn. Đó, wow, lava golem. À, ấy da, ấy da. Mày, ui, trời. Tưởng đâu khỏe lắm, mày. Tưởng đâu khỏe lắm, quýnh. Trời, lava golem. Rất wow, được mấy chục ngàn luôn. Trời ơi, cái tầm lava golem này làm sao mà gọi là làm khó mình được các bạn. Ok, chắc là đây là đường về đúng không? Đi về. Ok, thì mình đã qua cái khu vực mini game rồi các bạn. Ok, vô thôi. Ui, vãi. Trời. Oh, wow. Mình không bị mất máu luôn các bạn. Wow, ghê thiệt. Để mình lấy cái này đây coi là sẽ bị mất máu đúng không? Ô. Ghê, mất máu. À, ghê. Bắt cua. Xoài. Tưởng gì bắt cua bắt ốc là nghề của mình. Ok, tưởng gì. Đây. Bùm. Xoài. Ôi các bạn. Cái con gì kia? Cái nghề bắt cua bắt ốc là nghề của mình các bạn à. Làm sao mà gọi là làm khó mình được. Nhảy qua. Đó, nhảy. Ui. Sờ bon boy cái. Nhảy qua. Ôi, nhảy qua. Nhảy. What the hell, không chết các bạn. Mặc cái bộ đồ này vô nó kháng lửa. Ôi, chết đi mới được. Đó, trời ơi, vãi nồi. Trời ơi, khổ vậy, chẳng lẽ mình lội qua luôn. Chẳng lẽ mình, ê. Quên chứ, là mình phải ship lại các bạn. Quên, ship lại. Rồi, ok, ship lại. Rồi, bằng đồ vô lại. Đó. Đây, 1, 2, 3. Đó. Wow, xoay. Tưởng gì. Wow, cái gì vậy? Phượng hoàng lửa hả? Wow, ghê hả? Ghê, bữa nay bắt cua có phượng hoàng lửa nữa. Oh my god. Lên, let's go. Wow, gì vậy? À, ây da. Oh my god, ui. Bắn ông, thằng nhóc. Phượng hoàng lửa, ui. Phượng hoàng lửa, wow. Ui. Giờ sao mình lên đây? Thôi. Ây da. Cái này là mình lên được ở nha các bạn, nhưng mà nó bắn mình rớt xuống nha, cho nên bây giờ mình sẽ gọi là kiếm một cái gì đó để mình bò lên cái đá. Ui ghê quá. Ui giờ rồi. Từ cho vụ lên đây, vụ lên đây cái đã. Ghê. Phượng hoàng lửa. Ê từ. Quýnh. Ấy. Cái what the hell gì? Oh my god. Phượng hoàng lửa gì lạ vậy? Phượng hoàng lửa gì mà tự nhiên bị mất máu chết luôn vậy? Oh my god, phượng hoàng lửa kiểu này chết tôi rồi. Vô lý. Quay. Rồi luôn. Ấy, quay. Oh my god. Ôi, nó vẫn hồi sinh lại các bạn ơi. Ghê chứ. Hồi chơi mà hồi sinh lại hả? Ồ được luôn, chơi luôn. Mày thích hồi sinh lại không? Ây da. No. Quay. Chơi gì ghê vậy, sao chơi? Mày hồi sinh không? Mày bắn không? Phượng hoàng lửa không? Ây da, đây. Nghèo vô đây. Ờ, để mình dụ nó các bạn. Quay. Nó hơi gọi là hơi căng ấy. Mày không? Trụ nó bay xe vậy? Sao giết nó? Quay. Mày, tại sao mình phải đánh con phượng hoàng lửa này ta? What the hell? Tại sao phải đánh nó? Ui, cái xác nó rớt dưới luôn hả bạn ơi? Không biết cái xác nó có gì. Đợi tí, nó hồi sinh lại. Đợi tí, mình đợi tí nó hồi sinh lại ngay chỗ này. Ui, chỗ này cái chỗ mình quay về của mình nè. Trời ơi, đợi tí nó hồi sinh lại, mình mềm nó thử coi cái xác nó rớt ra cái gì các bạn ơi. Trời ơi, kinh khủng. Được rồi, thôi vậy. Mày. Mày, ôi da.
Ôi nó bay xe quá. Ôi không được, không được, không được. À, mày chết chưa? Chết ở đây, chết ở đây, chết ở đây. Ê, ấy da, ấy da. Từ. Chết ở đây mới được, chết ở đây mới được. Trong đây chết mới được. Ở đây chúng tôi không có ra ngoài. Ê, từ để mình dụ, mình để mình dụ nó các bạn. Quậy quấn luôn, còn tù quấn gì mà nổ banh xét luôn. Quậy. Rồi ok. Ây da, đánh luôn cho bắn chúng. Chết nè. Ơi, rớt xác xuống. Ơi, rồi ok. Để coi mình coi xác nó có cái gì các bạn. Nào để coi, đứng bên này coi. Quấn rồi. 1 2 3. Ui. À, thì ra xét nó có mắt Ender các bạn ạ. À. Mắt Ender là để chúng ta đi qua cái khu vực boss chính. Ok. Như vậy là xong xuôi. Ơ. Giờ sao? Đứng đây. Được luôn. Oh my god, tuyệt vời. Ok, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua khu vực boss chính các bạn. Nhưng mà bây giờ kiếm slab đâu ra đây? Ôi, giờ kiếm slab đâu ra? Ở đây, có block bắt ma nè. Rồi mình đi bằng block này luôn các bạn. Ok, đi qua, sau đó chúng ta sẽ nhảy vào cái khu vực gọi là boss của chúng ta để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh cái con gì ở trên cái đảo lava này nha các bạn. Để xem. Trời ơi, tưởng gì dám ba cái con quái này làm sao mà làm khó mình được các bạn. Cứ để mình. Ok, đi qua coi. Qua coi. Rồi, vô, lẹ, nhanh. Ây da, qua, đủ nha, đừng thiếu nha. Thôi ôi, thiếu ít các bạn, nhưng mà không sao, mình có sẵn slab đây rồi. Lo gì, xoay, 12 mắt đủ luôn, ui, ghê gì kìa. Bum, yo, let's go. Ok, lên thôi, let's go. Wow, gì đây? Oh my god, gì đây? Người khổng lồ lava bắn mày. Chiu. Trời. Trâu thế. Uầy. Trời, ở đây quái. Ôi, con gì đây? What the hell, con gì? Ôi. Con gì đây? Giỡn tôi hả? Uầy. Trời, quýnh cái 4 level luôn. Ôi, con xịn nha. Ok. Uầy, con kia tự nhiên đi đâu rồi? Bơi lên đấy. Hello. Xuống đây quýnh lộ ơi. Hello. Mày chết đi, chết đi. Trời, con này cũng khá là trâu, bạn bắn vẫn chết nha. Nhưng mà mình muốn dùng cây rìu của mình đánh lộn hơn, cận chiến với nó hơn. Lo, ui. Chết tôi. Ui, nó ghê chê. Xuống đây. Chơi cái tắm lava à, lên. Trời, tưởng có mình bạn tắm được lava sao. Mình cũng tắm được vậy. Leo lên, mình quýnh nó luôn các bạn, cho nó ngầu. Tầm nay có điều hơi khó bạn, lava đi di chuyển nó hơi chậm nhưng mà mình có thể leo lên của nó luôn. Ây da, lại dính nữa, 70 vậy, cấp web nữa. Mày, ây da, chết đi, giỡn mặt, này thì khổng lồ lắm, người khổng lồ, lava, mình có bộ giáp của mình cũng chống lửa các bạn, cho nên mình không có sợ lava ha. Trời, tưởng gì, tưởng con mình mày tắm được lava hả, ta cũng tắm được lava nè con. Ra đây, quấn nó rớt ra ngoài luôn, quấn nó rớt ra ngoài luôn các bạn. Quấn nó rớt ra khỏi cái mày, nó đâu rồi. Ừ, xuống dưới, ây da. Chết đi, bắn không. Trời, khá trâu, quê. Đụng cái này nữa chứ, thầy chứ, sao gì vậy trời. Quấn nó từ cái bên kia qua tới bên này luôn chứ. Vãi. Đu rồi bên kia mày, chết đi. Châu bò. Tưởng gì dám ba cái con này làm sao làm khó mình được. Giỡn mặt. Chết đi. Ây da, chết đi. Mày ớ. Này, chết đi. Chết đi, trời. Châu vãi nồ các bạn ơi. Thật chứ. Châu ạ, chết đi. Mày chết nè. Sống sao được. Sắp chết rồi bạn ơi. Yeah.
Wow, quay quay quay, sao nó còn có xác vậy? Đừng nói nó sống lại nha các bạn ơi. Ok các bạn ơi, như vậy là mình đã tiêu diệt được nó rồi. Các bạn coi bộ đồ mình có xịn sò không bò, dám bé con lava này làm sao làm khó được mình. Thì ok các bạn ơi, nếu như bạn nào thích là tiếp tục những cái video thế này nữa thì đừng quên là xin một like, một share cũng như là comment nhé. Mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ có lẽ là tạm dừng clip này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Ui, nó sống vậy kìa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.